tất cả những loại thực phẩm phải xác định được nguồn cung cấp. Nếu loại thực phẩm không xác định được nguồn cung cấp thì chúng có thể không an toàn. Tìm trên nhãn của sản phẩm như dấu đóng mộc của USDA, thực phẩm được chuẩn bị tại nhà riêng cũng được xem là nguồn cung cấp không an toàn. Tiếp theo, điều quan trọng là phải chắc chắn rằng nhà cung cấp chuyên chở thực phẩm đến trong trạng thái nguyên vẹn. Nếu thức ăn đông lạnh có dấu hiệu tan chảy thì chúng không được chấp nhận. Nếu sản phẩm có dấu hiệu phá hoại của côn trùng thì chúng không được chấp nhận. Thực phẩm đã được sử dụng bởi khách hàng khác thì cũng là một ví dụ của một nguồn không an toàn. Bất cứ thức ăn nào đã được mang ra bàn sử dụng thì không thể đem đến phục vụ lại cho thực khách khác dưới bất cứ hình thức nào. Những ví dụ của vi phạm nghiêm trọng bao gồm dùng lại giá đỗ hay bánh quy đã mở gói từ bàn này đem đến cho thực khách ở một bàn khác, dùng lại cùng một chén nước chấm ở bàn cho thực khách mới ngồi xuống. Phục vụ hay bán thức ăn như bánh bèo hoặc đậu được chuẩn bị ở nhà riêng, hoặc phục vụ thịt vịt đem đến từ chuyến đi săn. Xin chọn lựa những câu dưới đây là đúng hay sai. Thực phẩm được nuôi trồng tại nhà riêng có thể được phục vụ ở nhà hàng. Sai. Chỉ những thực phẩm từ một nguồn cung cấp được xác định và được kiểm tra thì mới có thể được phục vụ trong một tiệm thức ăn. Thức ăn được phục vụ đến một thực khách nhưng chưa ai đụng đến thì có thể phục vụ cho thực khách khác. Sai. Một khi thức ăn đã được phục vụ thì chúng sẽ không bao giờ được phục vụ cho thực khách khác hoặc sử dụng cho bất cứ việc nấu nướng nào. Trung tâm bảo vệ và ngăn ngừa bệnh tật ước tính có khoảng 48 triệu trường hợp bệnh tật do thức ăn gây ra mỗi năm.